muốn cái vui của trời người. Tự nhiên cái vui trời người mà có thể mình làm được, hay là muốn vui trời người mà không biết cách làm sao để có cái vui này. Phật dạy là những người đó đó ha, cái vui của trời người nó nằm ở đâu? Phật dạy nó nằm trong giới đó. Và giới những làm những thiện hạnh chẳng hạn như bố thí hay là những cái vân vân. Thành ra nói là những người cầu thú vui của trời người hay mà thiếu giới hạnh, thành ra cái vậy mới học chứ trời người dễ lắm. Thấy không? Cứ tập giữ giới cho nó đầy đủ ha, làm những hạnh, làm lợi lạc cái hạnh đại cái, cũng như là nó là hạnh bố thí, hạnh những nhục vân vân gì đó. À, đó là những cái phát sanh ra những cái an lạc hạnh phúc ở hiện đời và cho tương lai. À, dạy rõ ràng. Thấy không? Đó, mà không có rốt ráo nha, rốt ráo phải có cái tâm nhàm chán sanh tử mong cầu niết bàn mới thành ra có cái tâm để mình lấy công đức này mình vượt luôn. Mình làm cũng có những cái phước báo của trời phát sanh nhưng mà làm lợi lạc cho người ta. À, còn cái này mình phát tâm muốn cầu cái an vui của trời người bằng cái tâm để mình hưởng thụ, nên thực sự nó không phải là cái tâm của Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát xót thương người đó muốn cái vui tạm bợ thôi, thấy không? Mà còn không thành tựu được, tức là không biết cách để làm, tức là không biết cái nguyên nhân nào nên Bồ Tát mới dạy giới hạnh cho chúng sanh, dạy là mình làm cái này là được, này thú vui này đúng rồi, để thỏa mãn tạm thời cái vui tạm thời chúng sanh, mà theo phương tiện đó chúng sanh mang ơn này kia mới nói theo cái vui lúc ráo cho nghe. Thì quý vị muốn sanh đời người á, con cái giữ giới làm thiện, thiện hạnh đầy đủ có nhiều thôi. Giới thì có bao nhiêu giới phải học, thiện hạnh có bao nhiêu cách phải học. Mình học thì không có thời giờ nói hết, thấy không? Nói sơ sơ, thấy không? 36 pháp là nãy mình nói 10 mấy pháp à. Thấy chúng sanh già chết mà cứ tạo nghiệp sinh già chết. Thường thường á, thực sự đó, tôi có nhiều Phật tử lắm, mà tôi chưa thấy một Phật tử nào mà không sợ chết hết. Mấy ông thầy thì tôi thấy, có nhiều ông thầy không sợ chết thiệt. Họ tự tại là tôi lâu rồi tự tại. Tại vì sao? Có nhiều người nói con không sợ chết, nhưng mà con sợ mới lũi bệnh hoạn này kia rồi nằm liệt giường, chiếu người ta phải lo này kia này khác. Có nhiều người sợ cái đó. Thành thử ra trong này nó mới có cái câu thấy chúng sanh già chết mà cứ tạo nghiệp sanh già chết. Tức là nó có cái nghiệp để cho mình bị già bị chết. Nào bây giờ làm có cái nghiệp nào để mình không già không chết không? Nào cái Phật nó dạy cho mình cái nghiệp đó là giới định tuệ. Cái cuối cùng là đạt được cái tuệ cuối cùng là cái tuệ vô ngã thì sẽ thoát được cái dòng sanh tử nó siết mình. Vô ngã tức là thấy cái bản ngã để cấu tạo thành tâm thức tạo một thân chúng sanh, bản thể không có thật. Cái tâm mình đã phá hết tất cả những cái nhân duyên để cấu thành nó, là khi mình chết mình không có trụ trong một nhân duyên nào hết trơn, nó không có đủ cái nhân duyên, mặc dù nó có cái chủng tử nghiệp thức của mình nhiều đời kiếp, nhưng mà nó không có nhân duyên hỗ trợ nó nên không kết thân được. Thì chỉ có đạt được cái tuệ vô ngã, tuệ tinh không thì mới thoát được nó. Một cái tuệ vô ngã mà tuệ tinh không muốn đạt được là do nhân giới, do nhân định. Giới để ngăn ngừa những cái phiền não lúc mình tu định tuệ. Và định để cho tăng mình tập trung có đủ lực để phát sanh được cái tri kiến cuối cùng. Cảm thấy là một cái cấu tạo, một cái thân xác mình tìm một cái bản ngã đó xác mình thật sự nó thật là vô lý. Thật vô lý nên cái tâm mình lúc đó xả hết mấy cái tâm để mà dính mắc, không có dính nữa. Khi tâm dính mắc không có cái gì để lôi kéo mình trả lời được hết. Nghiệp thức thì nó vẫn là nghiệp thức, mà nó là cái nhân mà nó không có duyên nên nó không có kết được thân. Mà do như vậy mới thoát được sanh tử luân hồi. Đó thầy các bạn nó nói là không biết cái nhân để mà phát sanh ra ái tử. Quý vị muốn thọ và ta cái đó là tâm, phải có cái tâm phát thật sự, cái tâm thấy hạnh phúc thật sự là hạnh phúc của chúng sanh, nên luôn luôn mình phát nguyện là con dùng mọi cách, con dùng bao nhiêu công đức, con hy sinh tất cả những con để phụng sự chúng sanh, làm chúng sanh an lạc hạnh phúc. Chúng sanh là gì? Là những người chung quanh mình thôi. Những người chung quanh mình được an lạc hạnh phúc đó, thì xã hội nó sẽ an lạc hạnh phúc. Những người chung quanh mình sân hận mà sẽ không yên đối với họ. Mà muốn như vậy phải biết chánh pháp là chỗ nào, thiện pháp chỗ nào, dạy cho người ta từ từ. Chúng sanh thật sự ai cũng hạnh phúc, như trong này ông nói thấy chúng sanh muốn hạnh phúc mà luôn luôn tạo nhân đau khổ. Chúng sanh sai lầm nên mình sai lầm chúng sanh mà mình thương xót họ chứ mình không có giận. Do thương xót đó nên nỗ lực làm. Thành ra chúng sanh mà gặp Bồ Tát đó, luôn luôn không có dịch Bồ Tát á, khi mà cái tâm sân hận phát sanh lên á là tổ phước khủng khiếp. Phải có nói là lửa sân mà đốt lên có thể đốt hết công đức của Bồ Tát xây dựng bao nhiêu đời kiếp ở trong kiếp này không ạ. Thành ra các Bồ Tát là rất là từ bi,
không bao giờ sân hận. Thành ra cái mà làm cho phá công đức Bồ Tát mạnh nhất là tâm sân hận, thấy không? Thành thử ra do năng lực nỗ lực đó thành rất là chịu học. Và tôi thấy vấn đề học á là bởi vì phải phát nguyện mỗi ngày biết coi một trang kinh hay là nghe một bài pháp dặn lên nghe. Thực sự rồi lúc đầu nghe thì chán lắm, vừa nghe biết nó quen thấy hay, từ 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 nó thấm trong quý quản mình, nó thấm rồi thấy Phật pháp hay, từ cái hay á mà từ từ mình mới có phát cái tâm mình tìm cầu, rồi thực hành. Bởi vì thực hành vô cảm thấy nó trúng, bây giờ cảm thấy phấn khởi, nó trúng lắm. Và khi quý vị làm được, áp dụng được cho một vài ba người thì quý vị sẽ áp dụng thử cho con cái mình, mới có cách giải quyết cho con cái mình thật sự, mình mới đem hạnh phúc thật sự cho nó. Chứ bình thường bây giờ quý vị đem cho nó hoàn toàn nó là hạnh phúc tạm bợ, trong kinh điển nó nói đó, Bồ Tát mới gặp hạnh phúc đó, Bồ Tát cũng cảm thấy tội nghiệp, Bồ Tát muốn làm sao để mà lo kéo mình thực sự mình không phải là mình muốn hại nó, nhưng mà cái gì cái mình hạnh phúc mình nó quan niệm nó gọi là không có trúng theo chánh đạo á, mà mình làm cho con cái mình nó sau này nó ra xã hội nó dướng mà nó không có cái gỡ, thành ra nó cũng hay. Tại vì mình gây hạnh phúc cho tất cả chúng sanh, không có trong đó con cái mình cũng là một chúng sanh, cha mẹ mình cũng là một chúng sanh. Thành ra nói là báo hiếu cha mẹ không phải là dưỡng nuôi cha mẹ, báo hiếu cha mẹ là cho mẹ biết cái ngoài cái dưỡng nuôi phải đem cái đạo lý cho đến cha mẹ mới báo hiếu cùng cực. Người ta nói là biết cái cha mẹ mà chỉ biết dưỡng nuôi chăm sóc thì cũng giống như chăm sóc con chó con mèo thôi. Cái đó không hiếu hiếu thật sự. Muốn bảo mẹ mình phải biết hiếu làm sao để cha mẹ mình biết con đường nào lên đi theo, biết con đường nào có thể làm cho cái sau khi mình tái sanh mình sẽ một cái gì nó lạc hơn, nó lên chứ không có đi xuống nữa. Thì sự mới báo hiếu, là học được Phật pháp đó, mình được nhiều cái lợi lạc lắm, không những làm lợi lạc cho chính mình mà lạc cho bao nhiêu người xung quanh, thấy không? Thì bữa nay nó nhân cái buổi lễ mà mình người nào phát tâm muốn phát tâm Bồ Tát, thấy con đường Bồ Tát đạo là đúng trong xã hội mình nên học, mình luôn luôn phát nguyện á, thì có thể là thọ Bồ Tát giới trong kỳ đời, tại vì không phải lúc nào cũng có thể là sẽ có đâu, nhiều khi một năm thôi có một lần, nhiều khi hai năm mới có một lần. Còn những người nào thọ rồi mà nghĩ rằng mình có thể biết hãm biết hại mà cái giới thể không được, thì nhân cái buổi thọ giới này vô ghi lên nghe lợi, thì thầy pháp chánh không có nói, ổng là pháp giới sư cũng nói là khi nghe lợi và thọ lợi đó, thì nó trở thành tăng thượng giới, giới tức là làm giới thể cho mình nó càng ngày nó càng sáng hơn, nó càng mạnh hơn do quay lực của tam bảo, thì mình giữ giới nó dễ hơn. Nhưng mà khi bộ tâm phát sanh thì rất là dễ giữ giới, bởi vì cảm thấy giới nó khó là tại vì cái bản ngã nó chống làm ngược quá không được. Con này nó có những câu nếu bố thí thân thể được, bố thí tài sản được, bố thí nhưng mà cả là con sẵn sàng bố thí miễn cũng sẵn phúc làm, như những câu phải luôn luôn phát nguyện á, thấy không? Nhưng mà cái chuyện đó càng lúc càng khó, thành ra học Bồ Tát rồi đó mình biết là con đường nó không phải là dễ. Nhưng mà thành ra như chư tổ cũng nói, khi mình đủ năng lực mình làm cỡ nào thì mình làm cỡ đó, chứ không có làm quá khả năng. Vì Bồ Tát mà làm quá khả năng thì Bồ Tát nhiều khi phát sợ không dám làm, thành ra mình làm trong khả năng. Ví dụ như Như Lỗ nói mình phát là Bồ Tát mà bố thí người ta thì gặp thì mình sẽ bố thí, nhưng mà trong cái bản ngã mình đã chống đối, nói là bố thí nhiều quá không được, chỉ bố thí trong phạm vi 5 đồng thì bởi vì sẽ bố thí 5 đồng thôi, đừng bố thí hơn. Bản ngã đồng ý, nó sẽ cho mình làm hoài từ từ thấy người ta hạnh phúc, thấy người ta an vui, thấy người ta tự nhiên mình có sự phấn khởi, thấy có cái hậu quả thì từ từ mình sẽ bố thí được 6 đồng 7 đồng tại cái gì đó. Như Lỗ nói là làm để mà đừng, tại vì khi một cái gì cũng như mình đang bệnh mà kia là nó đang yếu xỉu xịt thì mình nói thấy bệnh sĩ cử tạ 100 kg, mình đem năm mấy chục ký mình cử hồi chỉ đau mấy nhúc thịt chứ làm gì, thì cứ cử cái tạ những ký thôi, nên từ từ nó mạnh mạnh nó bắt đầu cử lên, ví dụ gì từ từ cũng cử được cả mấy chục ký, ví dụ vậy đó. Thành thử ra luôn luôn con đường tam đạo luôn luôn làm phải có khả năng của mình, mặc dù mình phát nguyện rất là lớn, phát nguyện độ tất cả chúng sanh, nhưng phải tập từ từ để cái năng lực đó từ từ nó phát sanh, chứ cái năng lực không phải từ không có đồng nào tự nhiên có 1 triệu được, thấy không? Thành ra thay lần nào tôi ráng làm để có được 10 đồng, tôi giúp đỡ trong phạm vi 5 đồng 3 đồng của tôi, còn mấy đồng của tôi còn bán ngã nó còn giữ không được, rồi từ từ do tâm thương mến chúng sanh, phước điền từ từ nó răng tự cái Bồ Tát mười phương ủng hộ mình, từ từ thì tự nhiên những cái may mắn nó sẽ đến, từ từ bạc nhiều mình sẽ làm nhiều hơn gì đó, là nó khả năng thì là khả năng gì đó, từ từ cái năng lực á nó làm cho mình không chán được mà tập đạo, nhưng mà không bao giờ mình bỏ cuộc. Thành trong năm nay đó, khi chúng ta tới mà cầu xin mà không bố thí một vài Bồ Tát là lỗi, trừ trường hợp Bồ Tát không có gì bố thí, nhưng mà người ta nói Bồ Tát không có gì bố thí mà không có thể bố thí được là cái chuyện vô lý, là tại vì trong thế gian này có vô số chuyện để mình bố thí, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình lấy một cái vài nắm đường nắm gì mình rắc cho con kiến ăn cũng là một cái bố thí, mình an ủi người ta cũng là một cái bố thí,
thấy không, mình dắt một cái bà lão qua đường vừa té xuống mình đỡ lên cũng là cái bố thí. Thành ra nói không thể bố thí được là không có chuyện, chỉ có cái tâm mình, cái bản ngã mình không chịu làm thôi. Thành ra khả năng mình tiết tiền thì mình bố thí bằng cách khác, thấy không? Thành ra nói là bây giờ học đầy đủ á, nó dạy con đường Bồ Tát rất là viên mãn, làm cho mình rất là phấn khởi, mình đang làm vị Bồ Tát thực sự trong khả năng của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi giờ hết giờ, quý vị đứng lên lễ tạm bảo. Cái khóa mà thầy Pháp Chánh qua để làm lễ Bồ Tát Giới, thấy không? À, nhưng mà về chương trình ở chùa nó đổi lại, à, là cái buổi lễ Vu Lan á, thì mình có mời trai đàn chỉnh tế rồi có bà thượng Trí Đức rồi qua đó. Do đó thầy trụ trì dự định là cái ngày đó chưa tăng nông á, mình làm lễ Bồ Tát Giới vào tháng 7. Chứ tháng 5 này thì không có, tháng 5 này chỉ có lễ Phật Đản là mình thọ ngũ giới thôi. Thôi nhưng mà bài giảng mình cứ giảng, tại vì trên thằng Bồ Tát Đạo thì thực sự ra là tôi vì mục đích tôi giảng đích để cho gì phát tâm, để mà ngay lễ Bồ Tát Giới cái tâm lực mình nó mạnh thôi. Nhưng mà nếu phát tâm được ngay trong lúc bình thường thì nó cũng là tốt. Thành tự ra mình vẫn là tiếp tục mình giảng được tới chừng nào thì hay chừng đấy. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Như kỳ rồi mình có nói đó, cái thể của đại thừa đó là tâm đại bi. Tại vì từng người mà phát cái tâm mà đại thừa đó thì người đó có cái phát nguyện là muốn độ tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo, thấy không ạ? Thì muốn độ thì Phật đạo đó là do cái tâm thương chúng sanh, thấy chúng sanh được sai lầm trong sanh tử luân hồi mà không biết, chịu khổ đau mà không biết, bị lầm chấp mê chấp các cảnh vui ở các cõi trời mà không biết, vân vân gì đó, mà Bồ Tát nổi lòng thương xót mà khởi cái tâm đại bi. Do cái tâm đại bi này nó trở thành ra cái bản nguyện, thành ra tu con đường Bồ Tát hạnh đó, vấn đề lấy phát tâm làm cái lỗ trọng yếu. Quý vị mà bắt đầu khởi sự phát tâm á, bắt đầu bởi vì bước chân vào cái con đường nó gọi là con đường đại thừa, tức là cái cổ xe lớn tự mình có thể độ cho chính mình và có thể độ cho tất cả, mình nói là tất cả chúng sanh, chứ phải liên rồi người không, tất cả lục đạo chúng sanh. Thì con đường này là con đường rất là lớn. Thì lúc mà Phật thành đạo ở cõi Bồ Đề đó thì Đức Phật đã thuyết kinh Quan Nghiêm rồi. Nó là 7 ngày đầu á, là Đức Phật thuyết kinh Quan Nghiêm cho những vị đại Bồ Tát nghe, thấy không? Đó, rồi sau đó thì Đức Phật mới đi kinh hành đến đường Dường Lộc Quyển thuyết pháp tứ diệu đế cho anh em triều cận như nghe, 5 anh em triều cận như nghe. Là cái buổi pháp đầu tiên, thực sự cái Phật mà thuyết pháp đầu tiên là thuyết đại thừa. Là trong cái thân gọi là pháp thân Phật mà thuyết cho các vị đại Bồ Tát trong 10 phương thế giới nghe. Thì trong cái pháp hội đó gì mà nguyên ngài Thích Trí Tịnh có dịch ra cái quyển đó gần 10 cái quyển gì đó, cái kinh Lăng Nghiêm mà ngài dịch ra Phật Vô Tế Định Lợi gần 10 quyển, một quyển dày khoảng 500 trang như thế này. Thì quyển đầu á nó gọi là pháp hội Trang Nghiêm của kinh Lăng Nghiêm. Thì trong pháp hội đó gì thấy không có giảng một bài kinh nào hết trơn á, thì còn là tả là có những người đến tham dự, trong đó thì có đủ hết lục đạo chúng sanh, có thần cây, thần sông, thần nước, rồi thủy thần, rồi những gì tùm lum ra, toàn những bậc thượng thủ đến nghe pháp.
không nó có cả nhưng mà Di Ma La Vương gì rồi các vị Bồ Tát ở thế giới này, ở thế giới khác vân vân vân, nghĩa là nguyên một cái cuốn là năm năm đang như tật, nghĩa là diễn tả pháp hội thôi. À, nghĩa là mục đích cái diễn tả này để nói mình cái gì, nói là tinh thần Bồ Tát này nó nằm, nghĩa là những người Bồ Tát á, các vị Bồ Tát á, các vị đó đều là Bồ Tát đến để nghe pháp hết rồi đó. Tức là các vị Bồ Tát đều nằm trong một đạo chúng sanh, chứ không phải Bồ Tát nằm trong loài người, mà cũng không có nằm trong cõi trời, mà cũng không phải là nằm trong ở đâu hết trơn á. À, tức là cũng có loài quỷ, cũng có nghĩa Bồ Tát ứng hiện thân ra làm quỷ để mà độ cái chúng sanh là quỷ. À, ở Diêm Vương cũng có những loài chúng sanh hiện ra để mà độ. À, thì cái tinh thần Bồ Tát Đạo là tinh thần nghĩa là vì thương xót cho chúng sanh trong 10 phương thế giới hay là trong 6 cõi mà chư Bồ Tát thị hiện thân tướng vào trong các cõi nước mà độ sanh. À, chẳng hạn như muốn độ cõi người đó thì ngài sẽ thị hiện ra làm người, chứ ngài không thị hiện ra làm thiên nhân hay là làm một cái loại phi thiên hay là làm quỷ hay là làm một vị Bồ Tát gì hết trơn, ngài sẽ hiện ra loài người. À, để mà cùng sống với loài người, à, cùng sinh hoạt với loài người, cùng ăn uống với loài người, mà dùng cái trí tuệ hay dùng công đức, à, có thể là dùng cả thần thông của mình để mà nhiếp hóa có chúng sanh trong tất cả những điều kiện khác nhau. À, mà trải qua vô cùng gian khổ, tới Bồ Tát nói là các vị Bồ Tát từ phát tâm đầu tiên thì phải trải qua gần 3 tăng tỳ kiếp, để mà tu hết tất cả những cái hạnh nguyện, đoạn hết tất cả phiền não, tập hết tất cả các phương tiện để độ sanh. Nên trong cái phương tiện, trong cái lộ trình đó thì rất là dễ thấu tâm. Chẳng hạn như bây giờ mình bố thí cho chúng sanh, hay mà nó nhận tiền rồi mà nó còn chửi mắng mình, nó còn chê ít, nhiều khi mình cảm thấy bực bội khó chịu, thối tâm. À, thành ra trên cái lộ trình mà từ lúc sơ phát tâm mà đến lúc nghĩa là không thối nữa, không thối tâm nữa. À, thì trong tất cả là 53 gia vị Bồ Tát đó, thì tới cái gia vị thứ 48 mới không thối tâm. Tức là từ gia vị đầu tiên mình mới phát tâm đến cái gia vị thứ 45, 46 vẫn còn thối tâm. Tức là nó lên tới bất động địa, tức là bát địa Bồ Tát rồi đó, thì mới không thối tâm nữa. Tức là Bồ Tát mất không thối tâm nữa, tức là từ đó dứt khoát là thành Phật rồi, chứ không còn thối tâm nữa. Thì bát địa rồi, thì còn có mấy địa nữa thành Phật rồi. Thành thử ra là thành nếu phát tâm mà không kiên cố thì nửa chừng rất là dễ thối tâm. Cũng như mà hồi xưa Xá Lợi Phất phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là phát tâm thành Phật á. À, thì tới lúc mà ngài sắp vào cái tu một cái hạnh bố thí ba la mật á, tức là xả bỏ về tài sản, rồi xả bỏ về gia quyến, cái giai đoạn cuối cùng là xả bỏ về thân thể, thì ngài phát nguyện rằng là trong cái kiếp này ngài là ngài ai cần cái gì trong thân thể ngài là ngài cho để mà gọi là tập bố thí ba la mật. Thì lúc đó chư thiên nghĩa là muốn làm cho thành tựu cái hạnh ba la mật của ngài, nên chúng ta hiện ra một cái người tới. Thì đi khóc lóc với ngài Xá Lợi Phất, thấy như vậy rồi nó mới hỏi tại sao ông khóc lóc như vậy này kia. Rồi ông nói là tôi có bà mẹ bị mù, thấy không, mà tôi đó, tôi nói là tôi đi thở thầy thuốc, thầy thuốc nói bây giờ phải có cái người nào đó mà cho con mắt á, để mà thay con mắt của mẹ tôi đó, thì mà là mẹ tôi mới có thể sáng được, thấy không. Mà tôi nói là cuộc đời ai cũng nhờ con mắt mình mà thấy đường, ai mà có thể cho được. Thành ra tôi tuổi không thấy mẹ tôi không cách nào mà thoát khỏi cái màu này mà tôi nghĩa là tôi buồn khổ gì thôi. Thế này sớm ngày sau là phát ngày mừng quá, ngày nói là mình đã có phát nguyện là cho bố thí thân thể, bố thí ba la mật, nay có cái người mà muốn cho con mắt mà mình đó là đúng cái tâm nguyện của mình. Ngài nói là tôi nếu mà ngài cần con mắt thì ngài cứ mắc mắt tôi cho. Ông kia nói tôi không dám mắc mắt ngài đâu. À, nếu mà tôi mắc mắt mỗi ngày á, rồi ngày la làng lên nữa, tôi bị bắt. À, nếu ngài muốn cho con mắt á, thì ngài tự móc lên ngài cho. À, thì ngài nó chạy được rồi, ta mất mắt thì ngài mất mắt ngài đưa cho ông. À, mất mắt ngài đó thì máu qua nó làm điều ông kia, ông cầm có mắt thì ông mới nói, ông nói trời ơi, khoan, ông móc lộn rồi. Thấy không, mẹ tôi với đuôi con mắt bên phải rồi, móc mắt bên trái không có được. Thấy không, phải móc con mắt bên phải mới được. Thì ngày sau đó mình nghĩ rằng là tại cái đó là lỗi của mình chưa hỏi gì xong xuôi rồi mình làm sao có được. Đây chúng sanh mình có phát nguyện bố thí ba la mật, mà chúng sanh đây là cái nhân duyên thù thắng khiến cho mình viên mãn được cái bố thí ba la mật của mình. Thì ngài mới lấy cái tay ngài móc mắt mặt ngài đưa cho ổng.
tức là mắt hai con mắt rồi, thì ngày khi mà cái ông cái chư ông cao đó ông cầm hai con mắt thì ông thấy máu me rồi ra đầm đìa thì hôi hám dơ dãi, ông cầm cũng tởm nữa, ông cầm cầm ông nghĩ sao ông ở điện đó, ông nói đồ này dơ dãi bẩn thỉu này kia làm sao mà chịu hết được. Ông giờ ông đục cái đất rồi ông lấy còn lấy cái chân ông chặt già lên nữa chứ. Thì ngày bắt lúc đó không còn cái kia nữa, mà thấy ông kia lầm bầm nữa nói cái kia mà thấy cái chân của ông chặt già lên, ngày bắt mới là buồn, mới buồn nói chúng sanh vậy mình đã phát cái tâm mình cho vậy mà chúng sanh nó không thấy quan hỷ là còn chửi rủa mắng nhiếc này kia rồi nữa. Thì sau đó ngài mới thối tâm, ngài không có phát tâm nữa, ngài không có thối tâm, ngài không có quyết định tâm nghĩa là thành Phật nữa, ngài mới đầu chuyển lại tu hạnh A La Hán. Thành ra sau đó Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài đắc được cái thánh quả A La Hán. Tức là có nhiều vị Bồ Tát rất là phát tâm nhưng mà cuối cùng đều thối tâm vì chúng sanh nó kỳ cục lắm, nó can cường lắm. Cái tâm chúng sanh rồi nó chấp nhân chấp ngã rồi đủ sức, nếu mà không có viên mãn đầy đủ hết những cái pháp không thì khó một cách nào mà chịu nổi những cái khó chịu của chúng sanh. Vì vấn đề đó, vấn đề dễ khó thối tâm, thành ra lý do tại sao nửa chừng mình thối tâm hoài, thì thực sự ra mình chuẩn bị cái tâm bồ đề của mình nó không được viên mãn và đầy đủ. Thành ra kỳ rồi mình nói rằng nó có 36 cái pháp mà phải thường đọc tới đọc lui, quán tới quán lui, chiêm ngẫm tới cái ngọn lui. Hay đó là cái pháp không phải là để nghe. Cái pháp là trong cái cuốn mà tại bà Tâm Giới này nè, trang 60 á. Đó là cái bi là cái thể của Bồ Đề Tâm. Hay mà muốn cho cái tâm bi mà nó phát sanh á, thấy không? Là nó có 3 cái pháp, 36 cái pháp để quán tưởng. Thấy không? Kỳ rồi mình giảng được mười mấy pháp rồi. Mà thường luôn luôn nhớ cái đó đó, nhớ rồi quán tưởng riết rồi, gần như lúc nào mình cũng cái tâm mình cũng nhớ tới cái đó, cũng như thường thường cái sáu quán tưởng đó để cho làm gì, để cho đó có nó ghi thẳng vô trong thức A-la-gia của mình á, những đời kiếp sau mình gặp một cái cảnh gì những cái quán tưởng tự nó bật trở lại, nó làm cái bồ đề tâm của mình bắt đầu nó quay ngược trở lại, nó không còn nghĩ tới mình nhiều nữa mà lại nghĩ đến chúng sanh, muốn độ sanh, muốn cứu giúp chúng sanh, những cái phát tâm nó không có mất. Thực sự cái này là cái sơ phát thôi, chứ bác Tâm nó chưa dính líu gì đến năm mấy qua gì hết trơn. Cái này nó còn lọt ra ngoài vòng á, nó chưa dính vô nữa. Thấy không? Sau khi mà sơ phát tâm 36 pháp này nó đã vững chắc rồi đó, thì lúc đó nó có cái pháp gọi là kiên cố cái tâm này, nó gọi là phản thập tính. Thập tính nó dạy mình có niềm tin sâu xa vào cái con đường của Phật đạo và vợ kia, thì cái thập tính này nó bắt đầu là nó dạy là 10 gia vị đầu tiên. Thấy không? Mười gia vị đầu tiên đó, nếu vậy mà thành tựu được đó, thì nó gọi là cái gì, tôi cũng đại khái nó cũng có cái gì để bất thối đó, nhưng mà không phải là phát tâm bất thối mà tính tâm bất thối. Tính tâm tức là tính tâm trên con đường vô thượng đạo bất thối, nhưng mà phát tâm vẫn có thể bị thối. Thấy không? Thì qua tới cái 20 gia vị sau, tức là nó nói là thập tính tới thập trụ. Thập trụ tức là 10 cái pháp để mà trụ cái pháp bồ đề tâm cho thiệt mạnh, không có cái nào đẩy nó đâu. Thì bởi vì tu từ trụ thứ nhất, trụ thứ hai đến trụ thứ sáu á, thì lúc đó cái phát tâm nè, cái phát những cái quán nè, bắt đầu nó gọi là phát tâm không thối. Phát tâm không thối nhưng mà sự tu hành có thể thối. Phát tâm đó là mình cái tâm mình bây giờ còn đang không có lai chuyển mình được nữa, do mình kiên cố về niềm tin của 10 giai đoạn trước, thêm 16 tới giai đoạn của vị tới Bồ Tát, bởi vì tới 16 cái địa thứ 16 á, nó có 52 phần bởi vì đó, thì qua vị thứ 16 á, rồi đó phát tâm cái gì bắt đầu mới vững chắc, nhờ trụ nhờ những cái pháp, đa số những pháp thiền định, pháp ba la mật mà càng ngày nó càng vững chắc. Rồi tu nữa bắt đầu mới diệt phiền não, diệt vô minh, diệt tới một cái lúc mà mình bắt đầu đạt được cái cơ bản của tánh không á, thì mới lên được một cái nó gọi là cái vị bất thối. Tức là nó có một cái gọi là một cái vị, trong cái vị đó vị Bồ Tát vị đó, tức là cái vị xứng đáng là một vị Bồ Tát, thấy không á? Nhưng mà nó không thối, tức là lúc đó là bắt đầu là hiểu được tánh không, tức là nó đó nó nói là lên được sơ địa Bồ Tát á, tức là quả vị số 40 đó, cái vị mới đạt được trạng thái là vị bất thối. Nhưng mà nó vẫn thối, vị bất thối thì nó dẫn cái trí tuệ của cái vị bất thối đó, nó chứng tánh không, nó chứng cái vô ngã, nên nó tương đương với A La Hán, nó gần giống như cái trí tuệ của A La Hán, nên rất là dễ đi vào con đường A La Hán, thấy không? Thì một phút nào mình chán nản là rớt vào A La Hán liền, thấy không? Thì đi giải thoát liền á, tức là xả quá thân liền, đi ra thẳng cái thành A La Hán, các vị Bồ Tát á, mà lên tới địa đó,
À, chỉ cần trục trặc mà thảy lên rớt xuống là cái họ nhập vô la hán, họ thành vô sanh liền. À, như không Bồ Tát à, không muốn, Bồ Tát không có muốn, thành thử Bồ Tát cứ giữ thân hoài, giữ thân hoài, thì trong cái địa đó vẫn có những cơ hội mà mình từ bỏ cái con đường vô thượng bồ đề của mình để mình thành a la hán. À, chỉ có họ mà mình lên tới địa thứ 8 nó bắt đồng địa của Bồ Tát á, thì lúc đó nó thực sự là Bồ Tát thực sự, không bao giờ mà trở thành cái tâm của các vị thánh của Bích Chi Phật và thánh nhạc a la hán nữa, mà chỉ rốt ráo tới con đường thành Phật đạo thôi. À, tức là địa thứ 48. Địa thứ 48 mới thực sự mà là Bồ Tát bất thối chuyển. Thì trong thời thức diễn trong danh từ của đạo Phật nó gọi là gì đó, chính một cái trạng thái gọi là niệm bất thối. Lúc nào trong cái tâm niệm của mình cũng là Bồ Tát, không còn giờ nghĩ mình là cái khác nữa. À, tức là Bồ Tát nó có nhiều giai đoạn, đầu đặc biệt là tính bất thối, à, rồi phát tâm bất thối là ở trên cái thập trụ. À, chứng bất thối hay là vị bất thối là ở bắc địa, ở địa sơ địa. À, thành ra không chuẩn bị đầy đủ á, à, mà lên tới phát tâm bất thối rồi, mà nhiều khi cuối cùng tại phát tâm bất thối, tức là phát tâm muốn thành Phật độ tận chúng sanh, nó có hai cái tướng thành Phật và độ tận chúng sanh. Qua tới Bồ Tát địa đó thì lúc đó họ có thể họ xả để thành Phật, để thành thánh. Thành thánh tức là được giải thoát hoàn toàn. Cái niệm mà độ sanh tự nhiên họ buông xả luôn, là lý do là tại vì chúng sanh can cường quá chịu không nổi. À, chỉ có lên tới bát địa là niệm bất thối, thì lúc đó Bồ Đề Tâm giống như chư Phật chứ. Thành thử ra là nửa chừng á, mà thấy có những người khác thối tâm đừng có gì thắc mắc. Đừng thắc mắc, nó khó vô cùng chứ không phải là kia. Nhưng mà lý do tại sao người ta thối tâm, là tại vì những cái pháp chuẩn bị nó không có đầy đủ. Các vị Bồ Tát như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cái phát tâm đầu tiên là lúc là ngài đọa địa ngục, ngài thấy chúng sanh cũng như là phải xây cái cối đá trong địa ngục, ngài xây chúng sanh, mà chúng sanh thấy xây mà người là đói khát không cho ăn uống, mà có những chúng sanh ngã gục đó, và quỷ già so nó cứ lấy búa nó đập tơi đã trên người vậy đó, có những sanh ngã gục đó. Thì lúc đó ngài cảm thấy thương xót chúng sanh, vậy ngài mới phát cái tâm nguyện như gánh nó hết tất cả những cái khổ đau của chúng sanh này, để cho chúng sanh khỏi khổ và mình cứ mình khổ thôi. Thì khi mà ngài phát tâm như vậy đó, thì mà quỷ đi so nó đâu có ai mà kéo nữa, cái mình lên này kéo và thành ra là đánh ngày mất lúc đó ngày sanh thiên. Thật sự ra có những nhân duyên khi mình phát tâm, nhưng mà cái phát tâm nó không có đầy đủ. Ở đây đó là Đức Phật dạy cho mình là nếu mà mình viên mãn được 36 cái pháp quán tưởng này đó, nghĩa là lúc nào cũng đọc tới đọc lui để cho thì cái tâm của mình rất là khó bị người ta lôi chuyển. Cái phát tâm mình vững chắc, thì khi mình vững chắc rồi đó, thì lúc đó mình đi qua thập tính, qua cái thập tính đó thì nó chắc chắn, cái niềm tin vào cái Bồ Đề Tâm, niềm tin vào cái Đại Bi này, mình tin vào cái cơ sở thành Phật càng ngày nó càng phát triển, nó không có mất. Rồi bắt đầu á, để mà cái tâm của mình á, mà nó kiên cố, nó mạnh dạn, nó khó bị người ta nghĩa là dùng những cái biện luận để người ta kéo được, là phải giai đoạn nằm ở trên cái giai vị thứ 16, tức là giai đoạn thập trụ. Thập trụ, khi thập trụ cái tâm phát bồ đề vững chắc á, thì tu là hạnh thôi, tu là lục độ vạn hạnh, tu tất cả những cái đó cho chúng sanh, tu riết nhờ lục độ vạn hạnh tới cùng, cái cuối cùng cái hạnh đầu tiên, cái hạnh cuối cùng của lục độ là Bát Nhã Ba La Mật, thì lên địa. Lên địa tức là chứng vào được tánh không, nó gọi là vị bất thối hay là chứng bất thối, tức là Bồ Tát vị đó, lên Bồ Tát vị thật sự đó. Nhưng Bồ Tát vị thật sự vẫn là thối tâm, tức là thối tâm thành Phật. Thối tâm thành Phật cũng như ngày Xá Lợi Phất vậy đó, thối tâm thành Phật. Thì lúc đó chỉ là lên tới Bát Địa đó, thì mới là những cái hạng như những vị Bồ Tát Bát Địa, rồi chẳng hạn trong những cái Bát Địa mình có nè, thì những cái hạng Giang Thù nè, Quan Âm nè, Đại Thế Chí nè, Địa Tạng nè, những cái Đại Tát là Bát Địa trở lên, thành ra những người đó là không có thối tâm. Còn cái Bồ Tát lũng cũng là lũng cũng tỉnh, nhiều Bồ Tát ở dưới đó là vẫn còn là thối tâm, mặc dầu là chứng được tánh không. Chứng được tánh không nó gọi là càng quệ địa, cái tâm nó khô khan đó, cái tâm đó nó dễ vô nhập niết bàn đó. Nhất là thí dụ lên cái Bồ Tát địa thứ bảy, trong cái là thứ bảy tức là địa bắt đầu là sắp cái địa thứ 8 á, nó là thiện quệ địa, thì trí huệ phát sanh cùng cực, thì đa số mười phương chư Phật phải tới nói lại cái kích động Bồ Đề Tâm lại, chứ nếu không nó nhập niết bàn luôn. Thiện quệ địa đó,
đó là đệ thứ bảy thì lúc đó là 10 phương chư Phật lên, tức là cổ động cái vị Bồ Tát đó lên để người ta vượt qua cái chướng địa cuối cùng của thất địa để nhảy lên cái bát địa. Thì cái con đường đó thì từ từ mình học, con đường đó nó cũng lâu xa là từ mình học. Bữa nay mình nói là mình nói tiếp và cái nguyên nhân mà khiến cho khi mình phát Bồ Đề Tâm để mà sanh được tâm đại bi đó, mà mình thoái thất đó, là tại vì mình không thường đọc, không thường quán tưởng, không thường chiêm nghiệm những điều sau đây. Thì rồi mình giảng một mớ rồi, kỳ này giảng tiếp. Giảng thì quý vị nào cần á thì lật cái quyển Bài Gia Bồ Tát Giới Kinh Vạn Lục nè, trang 60 thì nó nói nó có 36 để xuất từ số 1 số 36, thì quý vị cứ coi, từ đây tôi giảng rộng thôi. Thì trên nguyên tắc á, nghe pháp á, thực sự á, mình muốn cho nó trở thành của mình thì mình phải tự tư duy lấy để mình hiểu được cái nghĩa. Tôi ở đây thì ơi cái tại vì dùng những danh từ có thể quý vị không hiểu, thành tôi dùng những cái này tôi triển khai ra một cái theo một cái phương diện để cho quý vị tạm thời hiểu được cái câu đó thôi. Còn quý vị muốn cho cái tâm của gì mình rung động xót xa trong cái câu đó đó thì quý vị phải tự suy ngẫm lấy từ câu và cảm thấy là mình đã bị chúng sanh trong lục đạo cũng bị, và mình tự nhiên mình cảm thấy thương xót chính mình thương xót chúng sanh, từ đó mình phát một cái nguyện làm sao để giúp đỡ cho chúng sanh thoát được những cái đó mà chúng sanh không biết. Cái đó nó gọi là con đường mà phát Bồ Đề Tâm, hay là phát cái tâm nguyện muốn độ hết tất cả chúng sanh. Tất cả những cái này đều nhằm mục đích là độ tất cả chúng sanh. Con đường Bồ Tát Đạo nó khác hết cái con đường Thanh Văn, nó chỉ khác một cái điều thôi, là Bồ Tát Đạo là luôn luôn phát nguyện độ cho chúng sanh, độ chúng sanh. Có mấy kỳ rồi thì có mấy cái câu mà tôi cảm thấy khó quá, là tôi tạm thời tôi nhảy tôi giảng xuống dưới để tôi giảng kiểu gì trước, bữa nay trở lại, tại vì giảng câu đó thì nó tốn nhiều giờ. Thì có một cái nguyện nằm phía trên đó, cái câu ở dưới nữa là thì mình thấy chúng sanh đối với sự vật vô ngã sở mà chấp là ngã sở. Cái câu này đó là câu mà nó ra thật sự ra đây là pháp học của Nguyên Thủy. Đây là nguyên thủy nó chỉ nương câu này nó tu thôi, nếu mà giác ngộ câu này thì gọi là vô sanh, không có sanh nữa, trở thành đắc a la hán quả. Thì ra một nghĩa là quý vị còn ngã thì quý vị sẽ còn sanh tử trong sanh tử luân hồi. Bồ Tát thấy chúng sanh chấp ngã, thấy chúng sanh chấp ngã không đạt được cái trạng thái vô ngã, mà Bồ Tát thấy tội nghiệp muốn nhiều đời nhiều kiếp học hỏi nhiều đời nhiều kiếp làm những hành động gần gũi độ sanh, để mà khai ngộ cho chúng sanh để đạt được cái trạng thái thoát thực khổ đau trong sự lỡ luân hồi, đạt được trạng thái vô ngã. Thì cái ngã là cái gì? Cái ngã là một cái trạng thái nó gọi là vô minh. Nó nói là trong cái sự vật thực sự hiện trong thế gian này, kể cả con người, bản thể không có một con người thật, tìm một cái ngã thật không có. Thực sự ra cái chuyện này mình thấy vô lý, tại vì tôi thấy lúc nào tôi cũng là thầy Pháp Quang, cô A vẫn thấy là cô A, cô B vẫn thấy là cô B, thấy không? Nhưng mà Kinh Phật nói là cái thấy quý vị đó là thấy không có chính xác. Thấy đó là thấy, nó gọi là thấy giả danh, thấy cái danh ở ngoài thôi, ví dụ như thấy anh A, anh B là cái danh của ảnh thôi, chứ thực sự anh A giờ phút trước, giờ một giờ trước đã khác anh A giờ phút này. Tức là anh A thay đổi từng sát na một. Sự vật cũng vậy, sự vật từng sát na một, cái tế bào đó, với những phân tử, những điện tử nó biến đổi khác hết, nó thay đổi từ sát na một. Nên thực sự trong thế gian này không có một cái pháp nào thực sự chính là nó. Nó chỉ chính ngay là nó, ngay lúc hiện tại nó mới là nó thôi. Rồi cái hiện tại nó quá lẹ, hay qua một thời gian hiện tại kế tiếp thì bắt đầu là tế bào đã thay đổi, tâm lý đã thay đổi, cái sự kiến thức đã thay đổi, vân vân, thay đổi hết rồi. Thì anh A thành ra hồi xưa có một nhà triết học ở bên Nga Xô đó, ngài thấy được, ngài cũng cảm được cái này. Thì ngài bắt đầu ngài viết lịch sử, ngài viết con người, thì ngài không bao giờ gọi anh A nữa, mà gọi anh A vào năm giờ mấy tháng mấy năm mấy, rồi cái mấy năm sau gọi anh A giờ mấy tháng mấy năm mấy. Nếu mà thêm cái chỉ số thời gian sau anh A đó thì rất khoát là anh A mà vào ngày hôm nay sẽ khác anh A ngày hôm qua. Để ông để chi? Để ông
lúc nào khi mà nói, nếu mà cho một cái gọi là chỉ định từ á, cho một cái định từ nó kèm theo á, thì cái tướng của vô thường, cái tướng của sát na sanh diệt nó hiện ra rõ ràng. Và cái pháp không, cái pháp hồi nào tới giờ có chưa hề có một pháp nào nó tồn tại nó rõ ràng hơn, thấy không? À, nhưng mà có cái á là tại vì nhân quả đó thì nó gọi là cái gì, nhân quả nó liên tục, nhân quả nó liên tục, tức là cái hạt nhân nó sanh ra cái mầm nên nó dẫn hưởng bởi cái nhân mà có cái mầm, cái mầm nó nhờ cái nhân mới có nên nó chuyển biến liên tục. Bây giờ lại hỏi nè quý vị niệm tịnh độ, sanh độ thì ai sanh? Quý vị sanh hay là một người khác sanh? Nếu mà quý vị sanh thì nên tu, mà người khác sanh mình tu để cho khác hưởng à? Hả? Thì là Phật có nói cái không phải hai cái nó đều là một chứ không phải là không, nhưng mà nó có cái là nhân quả chuyển tiếp liên tục, mình sống trong nhân quả nên nhân quả chuyển tiếp liên tục nên cái quả nó dẫn ảnh hưởng cái nhân, thấy không? Tức là anh A vào năm nay với anh A vào năm B vẫn là anh A, vẫn là anh A, do cái nhân chủng của anh A mà biến thành nhân chủng của anh B nên có sự tương quan giữa hai người này, nhưng bản thể không phải hai anh này là một người, đó là hai người khác nhau, nhưng mà do cái sự biến hóa của anh này thành cái này, do nhân duyên biến thành anh B này, do nhân duyên biến thành anh B này nên cái nhân nó hiện thành cái quả nó tác là cái nhân. Thành thử ra cái gì sanh tịnh độ không, thực sự không phải là cái gì sanh tịnh độ, nhưng mà do những nhân của vị tu tịnh độ, nhân hành trì tịnh độ của nhân này rồi vân vân, đó là tự nhiên lúc đó mới sanh được tịnh độ ra một người khác. Một người khác do nhân chủng này nên người khác đó là cái hữu quả của nhân chủng này, hiểu không? Cũng như cái hạt á, nó ra cái cây, nó ra cái quả, thì cái quả đó là hưởng nhân chủng của cái nhân này. Cái nhân quả sâu xa đó là nhân quả, là không có cái gì là thật, tất cả đều là không có.